Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 10. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa 19, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phụ trách Đảng bộ tỉnh, các đồng chí thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Hội nghị nghe đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Trần Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Về chủ trương các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, chương trình phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, song tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Kết quả, tổng sản phẩm của tỉnh tăng 5,75%, trong đó công nghiệp xây dựng tăng 7,68%, thương mại dịch vụ tăng 4,45%, nông nghiệp thủy sản tăng 2,84%. Tổng vốn đầu tư phát triển là trên 18.000 tỷ đồng, tăng 8,35%. Thu ngân sách đạt hơn 9.000 tỷ đồng, đạt 67% kế hoạch, tăng gần 38%. Trong đó, thu nội địa đạt 7.200 tỷ đồng. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và chính sách an sinh xã hội được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp một số khó khăn, tiến độ triển khai các dự án đầu tư còn chậm và gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, chưa có nhiều đổi mới trong cải cách thủ tục hành chính. Dưới sự điều hành của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đại biểu tham dự hội nghị tập trung thảo luận làm rõ thêm một số kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, phân tích những tồn tại hạn chế trong 6 tháng đầu năm, đồng thời bàn đề xuất giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, thu hút các dự án lớn của tỉnh, tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm, việc tổ chức học và thi cho học sinh trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn phức tạp. Đồng chí Trần Quốc Văn đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các ngành, các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Nhất là trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, đồng chí yêu cầu các ban, sở, ngành cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là khâu tiếp nhận dự án đầu tư phát triển công nghiệp. Lãnh đạo mỗi ngành cần có các sáng kiến để tiếp tục phân cấp, phân quyền cho cấp huyện, làm sao hạn chế được các thủ tục cho tổ chức cá nhân đến liên hệ công việc. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông, công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phụ trách Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh về vai trò trong xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh đã góp phần lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong đó có những khâu khó khăn như vận động người dân nhường đất để giải phóng mặt bằng cho các dự án. Nhưng ở đâu vai trò của tổ chức Đảng, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên được phát huy thì đều gặp thuận lợi. Đồng chí cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác quy hoạch giao thông, kết nối phát triển các khu cụm công nghiệp, các tổ hợp đô thị của tỉnh trong những năm tới để phát triển tỉnh và góp phần nâng cao đời sống của người dân Hưng Yên. Chính vì vậy mà các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh trong nhiệm kỳ này đều tập trung vào các nội dung kinh tế và xã hội. Hội nghị đã biểu quyết nhất trí về nghị quyết chương trình phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và chủ trương các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đánh giá cao kết quả của hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần này, đặc biệt đã thông qua các chủ trương để triển khai chương trình phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và chủ trương các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh. Vì giao thông luôn phải đi trước một bước và được đặc biệt chú trọng trong các nhiệm kỳ qua, bởi đây là tiền đề trong quy hoạch và phát triển kinh tế xã hội các giai đoạn tiếp theo. Khi thông qua chủ trương có quy hoạch hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại thì mới huy động được nguồn lực để phát triển. Đồng chí nhấn mạnh, cả hệ thống chính trị tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nhiệm vụ,
giải pháp phòng chống dịch COVID-19. Các địa phương tuyệt đối không được lơ là, mất cảnh giác trong phòng trừ dịch bệnh, tập trung triển khai thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, khẩn trương lập quy hoạch tỉnh gắn với xây dựng chương trình phát triển đô thị tỉnh, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ đô thị, theo dõi chặt chẽ và kịp thời đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung khai thác tốt các nguồn thu gắn với quản lý chặt chẽ chi ngân sách. Trước mắt, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026.